Wish all the hashtags, likes, and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah. Your heart is hurt, I'll find some self-comfort. So find a way to... vô cùng tự hào và trong sự tự hào có cả sự cảm ơn, biết ơn tới những đồng đội của mình, đến những con người tại thành phố Vinh, tới giám đốc lãnh đạo Sâm Trần và các đồng đội của mình, các CEO Thảo Vinh cũng như Hoàng Linh đã trong một cái thời gian rất là ngắn đã mang Dr. Lacey tới mảnh đất Nghệ An, đã mang Dr. Lacey tới thành phố Vinh và phát triển như thế này. Trong 3 năm phát triển, đã nhìn thấy sự cố gắng, sự phấn đấu không ngừng nghỉ của lãnh đạo Sâm Trần. Và ngày hôm nay đã đến ngày mà gặt hái được thành quả. Và ở đây ngày hôm nay thì Yến xin chúc lãnh đạo Sâm Trần cùng các đồng đội ở thành phố Vinh khai trương hồng phát và ngày một phát triển, ngày một gặt hái thành công, đem Dr. Lacey phủ khắp thành phố Vinh và trên khắp toàn cả nước. Chương trình lễ khai trương nghi thức cắt băng của showroom Esma Dr. Lacey Clinic tại địa chỉ 351 đường Nguyễn Văn Cừ. Chúng ta sẽ cùng đếm ngược 3, 2, 1, xin mời.